theo chốt đi Kiên Giang để cưa cây nha các bạn. Cưa cây bên từ thiện của nhóm hàng của chốt á. Này mình vượt khoảng nhiêu cây số ta? Chắc cũng khoảng ba mấy bốn cây à. 35 cây. Đây là cầu Sóc Sơn các bạn. Thuộc huyện Hòn Đất, Kiên Giang nha. Ủa có thằng đó luôn hả? Có, lại rừng xanh. Thì cây cầu trên nóc nhà luôn các bạn. Nằm trên nóc nhà. Khi nào đến điểm cường quay cho các bạn xem nha. Tới điểm cắt cây nha các bạn. Đây là chỗ trung tâm sát hạch lái xe của Kiên Giang. Đây tới chốt đứng chờ. Giờ đang tới điểm để cắt cây nha các bạn. Cái thời gian anh chuẩn bị thảy dây để anh hạ cái cây dương bên đó nha. Dương rất là khủng nha các bạn, cái gốc quá trời bự luôn nha. Đây này, mai mốt nó trồng hàng cây đây thì tao mình dọn nó trồng cây đây đi. Ngày sao? Dọn sao? Để khi nào anh Giang anh hạ mình lại mình quay góc cho bạn xem nha. Anh đang thảy dây để trần cho nó ngã giữa mình đó các bạn. Gốc nào cũng lấy rất là khủng các bạn. Mới vô anh dọn cắt cái cây nhỏ này mình sao không có quay nha. Nó bứt gốc luôn. Anh Giang anh dùng cái máy Austin mã số 381 để hạ mấy cái gốc này bị nổi nha. Gốc nó rất là khủng nha các bạn. Cái dương này nó không cao mà cái gốc nó rất là khủng nha các bạn. Quá trời cái gốc này luôn. Nó lên nó không có cao mấy. Nha, anh mở miệng nó đi cho nó ngã xuống ở đây.
đây. Wow, quá trời khủng khiếp cái gốc đó mày. Cái dương là cực kỳ to. Bọng chân quá trời nhiều. Nó đâu có bọng đâu vậy? Nó ngoài cánh này này đâu có bọng gì đâu. Đâu có bọng. Ồ, cây này nó bọng lên tận ngọn lắm mà. Đấy, bọng chân không được. Khó chỉnh. Cây này bọng lên tận ngọn. Bởi vậy đó, nó bọng tới trên ngọn luôn đó rồi hết làm sao mà. Ôi cái này cái đâu có chúng hàng nào đâu bố. Trời ổn rồi. Rồi tới trên luôn rồi. Lóng trên cũng còn bị nữa. Quá trời bọng luôn rồi. Bọng tới trên luôn. Quá chuẩn các bạn. Vậy là xong cây này các bạn. Nè, cắt cây này nha. Tổ mối luôn. Cắt cây. Gốc thì nhỏ rồi đó con. Nó kia chiều hướng ngả vào á. Giang tiếp tục.
Em cho đang gian qua bên đây, đừng có cho nó qua bên kia. Chạy hướng luôn. Thên cây này nó không bọng. Quá trời, cái này đã rồi. Chút rồi. Thên cây này nó không bọng luôn. Quá đẹp rồi. Được cái cây này là nhìn gì lên. Trời ơi, tại cây này cắt không thở hay cái đây. Nó dèo, nó dài, nó dễ, nó dễ. Tốt lắm. Quá trời tốt. Hồi trước là ở quỹ ban cũ là đóng bàn ghế là mấy cây vuông này không nè, bao nhiêu phần trăm đóng bị cây này à. Quá khủng các bạn. Giờ chú ông lại ông đo nè, mình cắt khúc ra luôn nha.
khá là dài các bạn. Cây này rất là đẹp nha các bạn. Vừa to mà vừa đẹp luôn. Gốc rất là khủng nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Là xong cái này nha các bạn. Cái mình quay từ đây lên cảnh các bạn xem. Quá trời đẹp. Mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye các bạn nha. Quá trời cây này đẹp nha các bạn.